Quý vị đang theo dõi bản tin COVID-19 trên kênh FBNC Bản tin trưa nay 8 tháng 6 có những thông tin đáng chú ý như sau Việt Nam ghi nhận ca tử vong số 54 liên quan COVID-19 Một F5 của chuỗi lây nhiễm nhóm truyền giáo phục hương dương tính SARS-CoV-2 Hà tỉnh phong tỏa bệnh viện tỉnh do cán bộ dương tính với SARS-CoV-2 từ 12 giờ ngày 8 tháng 6, thành phố tỉnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Bình Dương thông tin về ca mắc của thứ chính làm việc tại công ty Tico. Trên thế giới, Đài Loan gia hạn các lệnh hạn chế phòng chống Covid-19. Philippines đẩy mạnh kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Số ca mắc mới giảm, Ấn Độ mở cửa lại các thành phố lớn. Bản tin trưa ngày 8 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết, tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nay, Việt Nam ghi nhận thêm 76 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có một ca nhập cảnh đã được cách ly ngay. 75 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 55, Thành phố Hồ Chí Minh 10, Bắc Ninh 4, Lạng Sơn 5, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh 1, trong đó 74 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Thông tin 75 ca mắc mới. Bệnh nhân 9029 đến bệnh nhân 9103. Ca bệnh bệnh nhân

bệnh nhân 9044 đến bệnh nhân 9045, bệnh nhân 9048 đến bệnh nhân 9053, bệnh nhân 9055 đến bệnh nhân 9067, bệnh nhân 9069 đến bệnh nhân 9093, ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh bệnh nhân 9034 đến bệnh nhân 9036, bệnh nhân 9038 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, 2 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh bệnh nhân 9068 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh là nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19. Các bệnh bệnh nhân 9041, bệnh nhân 9043, bệnh nhân 9046 đến bệnh nhân 9047, bệnh nhân 9054 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn là F1 của bệnh nhân 8 8794 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm vào ngày 7 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn. Các bệnh bệnh nhân 9094 đến bệnh nhân 9 9003 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, 6 ca liên quan đến nhóm truyền cháu phục hưng, 3 ca là các trường hợp F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến 12 giờ ngày 8 tháng 6, Việt Nam ghi nhận 9.103 bệnh nhân COVID-19. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 5.950 ca. Hiện đã có 3.509 bệnh nhân đã được chữa khỏi, 54 ca tử vong. Trưa 8 tháng 6, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong số 54, bệnh nhân 3.422, nam 51 tuổi có địa chỉ tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan nhiễm độc theo dõi do thuốc nam, sơ gan điều trị nhiều đợt. Một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cơn, kèm mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, vàng da, vàng mắt. Ngày 4 tháng 5, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh được chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết trên nền sơ gan 2 C, hôn mê gan độ 2, bệnh nhân được làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Đến ngày 9 tháng 5, bệnh nhân tiếp tục được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân tiến triển nặng dần, suy hô hấp tiến triển nên được điều trị tích cực, an thần thở máy, vận mạch, kháng sinh phổ trọng kết hợp, truyền các chế phẩm máu, lọc máu liên tục, và lọc thai huyết tương nhiều lần, duy trì các thuốc điều trị và dự phòng xuất huyết, tiêu hóa, nuôi dưỡng và chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, xác định tình trạng bệnh rất nặng. Ngày 7 tháng 6, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tình trạng chảy máu qua sonde dạ dày, rơi vào tình trạng sốc mất máu và tử vong vào ngày 7 tháng 6, 2021. Chẩn đoán tử vong, sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa, trên nền bệnh nhân sốc nhiễm trùng, sơ gan mất bù, hôn mê gan, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, trong sáng nay ngày 8 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, thành phố ghi nhận thêm 15 ca nhiễm mới. Đáng quan tâm là trong số này có một trường hợp là F5 của chuỗi lây nhiễm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Cụ thể, tính từ 18 giờ ngày 7 tháng 6 đến 6 giờ ngày 8 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm mới, bệnh nhân 8986, bệnh nhân 9014 đến bệnh nhân 9027. Trong đó có 10 ca bệnh liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng. HCDC cho biết, trường hợp F5 bị nhiễm Covid-19 cho thấy chuỗi lây nhiễm trên đã phát triển vòng lây thứ năm. HCDC cảnh báo điều đó phản ánh rằng virus đã tồn tại từ lâu trong cộng đồng mà chúng ta không hề hay biết. Ngoài ra, cũng có thể do chúng ta truy vết chưa triệt để, truy tìm virus chậm hơn so với đường đi, đường lây nhiễm quá nhanh của chúng. Một khi dịch tồn tại và âm thầm lây nhiễm trong cộng đồng, số ca mắc sẽ tăng lên theo cấp số nhân rất nguy hiểm. Đây cũng là cơ sở mà ngành y tế thành phố dự báo, dù số ca nhiễm trong cộng đồng đã giảm. Tuy nhiên, với việc dịch đã âm thầm lây lan, thành phố sẽ đạt đỉnh dịch sau 2-3 tuần tới. Số ca nhiễm mỗi ngày có thể lên đến con số 40-50. Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, ngành chức năng vừa tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh sau khi phát hiện một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại đây. CDC Hà Tĩnh cho biết ca mắc COVID-19 mới ghi nhận này là cán bộ đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Bệnh nhân này được phát hiện trong quá trình bệnh viện xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại bệnh viện. Hiện bệnh viện này có 1.500 mẫu xét nghiệm âm tính, một mẫu nghi ngờ đang chạy lại. Ngay sau khi ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh và xung quanh khu vực bệnh nhân sinh sống, đồng thời tiến hành truy vết F1, F2 liên quan đến ca bệnh này. Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh hiện đang có 185 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động đang trực làm việc từ đêm ngày 7 tháng 6, cùng 483 bệnh nhân nội trú và 372 người nhà chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. Liên quan đến ca bệnh này, ngay trong sáng nay, lực lượng chức năng thành phố Hà Tĩnh cũng đã tiến hành thiết lập 6 chốt phong tỏa tại tổ dân phố 6, phường Bắc Hà và tổ dân 3, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với trên 600 hộ dân trong khu vực bệnh nhân sinh sống. Tính từ ngày 5 tháng 6 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 10 ca mắc COVID-19. Ngành y tế địa phương đã truy vết được 381 F1 và 3.559 F2 liên quan đến các ca bệnh này. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của COVID-19 trên địa bàn, từ 12 giờ trưa nay ngày 8 tháng 6, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để khoanh vùng, truy vết F1, F2 và lên phương án chống dịch. Quyết định trên được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp vào sáng ngày 8 tháng 6, khi tỉnh này ghi nhận ca dương tính thứ 10 với SARS-CoV-2. Theo đó, thành phố Hà tỉnh thực hiện giãn cách 15 xã, phường với hơn 25.500 hộ dân, trên 103.500 nhân khẩu từ 12 giờ ngày 8 tháng 6 đến khi có thông báo mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu dừng tất cả hoạt động hội hợp, nghi thức tôn giáo, đám cưới, tập trung đông người. Các dịch vụ không thiết yếu cũng bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để chống dịch. Ngành y tế tỉnh Bình Dương vừa có thông tin chính thức về ca dương tính với SARS-CoV-2 sống ở thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại công ty Tico Bình Dương. Công ty này có 120 lao động, trong đó 70% cán bộ, nhân viên ngủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ngành y tế đã cách ly 77 trường hợp thuộc F1. Theo đó, nam công nhân vừa phát hiện dương tính với sars-CoV-2 trú tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng làm việc tại Công ty Cổ phần Tico chi nhánh Thành phố Thuận An, Bình Dương. Trước đó, ngày 5 tháng 6, trường hợp này có triệu chứng sốt khi đang làm việc tại công ty. Ngày 6 tháng 6 đến khám bệnh tại bệnh viện chợ rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, nam công nhân được xét nghiệm PCR và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngày 7 tháng 6, ca dương tính này được chuyển sang cách ly điều trị tại Bệnh viện Giả Chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi nhận được thông báo, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã tiến hành triển khai ngay các biện pháp phòng dịch như phong tỏa tạm thời, tạm ngưng hoạt động sản xuất tại công ty cổ phần Tico chi nhánh thành phố Thuận An, phun khử khuẩn toàn bộ chi nhánh công ty, lập danh sách, tích cực điều tra dịch tễ, tập trung truy vết thần tốc được khoảng 77 trường hợp F1, tạm thời cách ly tại chi nhánh công ty và lấy mẫu xét nghiệm các F1 chờ kết quả. Cũng trong sáng nay ngày 8 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bình Dương cho hay, địa phương ghi nhận một ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Bệnh nhân 8888, nữ 25 tuổi, địa chỉ tại thành phố Dị An là F1 của bệnh nhân 8113. Các bệnh này là thư ký của công ty bất động sản Phúc Đạt, cùng ngồi ăn với 6 người khác trong công ty và một người bị dương tính ở Hà Nội. Những người này sau đó đều được đưa đi cách ly trước khi có kết quả mắc COVID-19. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tại tỉnh Bắc Ninh, một trong các điểm nóng của đợt dịch COVID-19 thứ tư này, Sở Y tế địa phương này cho biết hiện F0 đã xuất hiện ở cả 8 huyện, thành phố. Mới đây nhất, địa phương đã ghi nhận chùm 7 ca mắc COVID-19 đầu tiên tại công ty AAC sau khi đi vào sản xuất và công nhân ăn ở tại chỗ từ ngày 2 tháng 6. Đáng quan tâm là công nhân của công ty AIC trước khi đi làm vào ngày 2 tháng 6 đã được xét nghiệm Covid-19 vào ngày 30 tháng 5 và 1 tháng 6 đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Đến ngày 3 tháng 6, công ty tổ chức xét nghiệm cho 450 người lao động tại xưởng A. Ngày 4 tháng 6, khi có kết quả xét nghiệm các mẫu gộp dương tính, công ty đã thực hiện lấy mẫu đơn để thực hiện xét nghiệm và xác định được 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Để tránh những trường hợp doanh nghiệp đi vào hoạt động lại rồi xuất hiện ca dương tính trong nhà máy, ngành y tế Bắc Ninh đề nghị tăng cường xét nghiệm ít nhất 2 lần trong 7 ngày trước khi đưa công nhân vào nhà máy. Về việc Bắc Ninh vẫn xuất hiện các ca mắc mới trong cộng đồng ngoài những F1, F2 đã cách ly từ trước, lãnh đạo Bộ Y tế nhận định, có khả năng những người từng tiếp xúc với F0 chưa khai báo đầy đủ, khiến việc truy vết còn thiếu sót. Ngoài ra, sự xuất hiện của F0 trong cộng đồng còn phát sinh từ việc lấy mẫu xét nghiệm chưa đủ bao phủ. Theo đó, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh đã đề ra những phương án cụ thể, đảm bảo lấy hết 100% mẫu bệnh phẩm cho người dân, từ đó sàng lọc và đánh giá tình hình dịch để chủ động hơn trong khoanh vùng dập dịch. Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này, số ca nhiễm mới của Việt Nam tăng nhanh hơn và sức khỏe của bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn từ chủng virus mới. Thông tin từ Ban điều trị thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tới đến nay, cả nước có đến 106 trường hợp tiên lượng nặng, trong số này có 82 tiên lượng rất nặng và 3 trường hợp tiên lượng tử vong. Tiểu ban điều trị cũng thống kê hiện có 7 bệnh nhân COVID-19 đang can thiệp ECMO, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Trung ương Cơ sở Đông Anh có 4 trường hợp. Bệnh viện phổi Bắc Giang 2 trường hợp, Bệnh viện phổi Đà Nẵng 1 trường hợp và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh 2 trường hợp. Trong thời gian qua, các chuyên gia đầu ngành của tiểu ban điều trị và hội đồng chuyên môn đã thường xuyên trao đổi trực tuyến tại nhiều điểm cầu tiến hành hội chẩn qua telehealth điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng trên toàn quốc. Với sự góp ý của các chuyên gia đầu ngành và sự nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ, nhiều trường hợp bệnh nhân nặng, tiên lượng nguy cơ tử vong đã được phục hồi sức khỏe tốt. Chính quyền Đài Loan vừa đưa quyết định gia hạn các lệnh hạn chế phòng chống COVID-19 thêm 2 tuần cho tới ngày 28 tháng 6, trong bối cảnh tình hình lây nhiễm tại nước này chưa ổn định và còn nhiều lo ngại. Quyết định trên được đưa ra giữa bối cảnh Đài Loan ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mới trong vòng chưa đầy một tháng. Hiện hòn đảo này đang áp dụng mức cảnh báo thứ hai và sẽ hết hạn vào ngày 14 tháng 6 tới đây, bao gồm các quy định giới hạn tụ tập, đóng cửa địa điểm giải trí và trường học. Song song với việc gia hạn các lệnh hạn chế phòng chống COVID-19, Đài Loan cũng sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch phân phối 1,24 triệu liều vaccine AstraZeneca do Nhật Bản viện trợ trong tuần này. Các đối tượng ưu tiên được tiêm chủng gồm các cá nhân có bệnh mãn tính và người già từ 75 tuổi trở lên, hiện chỉ mới 3% trong số 23,5 triệu dân của Đài Loan đã được chích ngừa, phần lớn mới tiêm mũi đầu tiên. Trong 24 giờ qua, Đài Loan ghi nhận có thêm 214 trường hợp nhiễm mới và 26 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 lên lần lượt là 11.491 ca và 286 ca. Tại Philippines, chính phủ nước này tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 với việc mở đợt tiêm vaccine cho khoảng 35 triệu người lao động làm việc ngoài nơi cư trú trong tuần này. Với nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan cũng như từng bước mở cửa nền kinh tế, Philippines sẽ triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo của chiến dịch tiêm chủng, được bắt đầu từ hồi tháng 3 năm nay. Trong giai đoạn này, tất cả những người lao động làm việc ngoài nơi cư trú có thể đăng ký tiêm chủng từ ngày mai, ngày 9 tháng 6. Tính đến nay, Philippines đã nhận được hơn 9 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Phần lớn trong số đó là do công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc cung cấp. Tuy nhiên, nước này sẽ khó có thể đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu trên 110 triệu dân trong năm nay. Vì hiện chương trình tiêm chủng của Philippines đang dần tụt hậu so với các nước láng giềng. Theo số liệu thống kê chính thức, chỉ mới 4,4 triệu người Philippines được tiêm mũi đầu tiên và 1,5 triệu người trong số đó được tiêm mũi thứ hai. Trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 6.539 trường hợp nhiễm mới và 71 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này là 1.276.004 ca, trong đó có 21.969 trường hợp tử vong. Tại Ấn Độ, một số thành phố lớn đã bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp hạn chế phòng chống COVID-19, trong bối cảnh nước này vừa ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức thấp nhất trong vòng 2 tháng. Với số ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục giảm và đạt mức thấp nhất trong 2 tháng, chính quyền của các thành phố lớn tại Ấn Độ đã quyết định mở lại một số hoạt động kinh tế. Tại thủ đô New Delhi, chính quyền cho phép các cửa hàng được mở cửa luân phiên theo ngày chẳng lẽ. Đồng thời, các văn phòng và mạng lưới xe điện ngầm cũng được hoạt động trở lại với 50% công suất. Tuy nhiên, một số hạn chế như lệnh cấm ăn uống trong nhà hàng, cấm các đạp hát và phòng tập thể hình hoạt động vẫn sẽ duy trì. Trong khi đó, tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, các cơ sở kinh doanh được hoạt động trở lại với số lượng nhân viên hạn chế. Các phòng tập thể hình, thẩm mỹ viện và spa được mở cửa trở lại, trong các khu trung tâm mua sắm và đạp chiếu phim vẫn đóng cửa. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 87.345 trường hợp mắc COVID-19 mới và 2.115 ca tử vong, Tính đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm tại quốc gia này là 28.996.949 trường hợp, trong đó có 349.229 trường hợp tử vong. Với hy vọng ngành du lịch được phục hồi sau những tổn hại mà đại dịch COVID-19 gây ra, chính phủ Tây Ban Nha quyết định mở cửa biên giới cho tất cả những người đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19. Trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, Tây Ban Nha là một trong những quốc gia đón lượng du khách đông nhất thế giới. Vào năm ngoái, khi dịch xuất hiện, lượng khách nước ngoài đến Tây Ban Nha đã giảm 80%. Các điểm du lịch giải trí như bãi biển, cung điện hay khách sạn dường như bị bỏ trống, khi chính phủ nước này áp đặt các lệnh hạn chế hoạt động dịch vụ để phòng chống COVID-19. Để phục hồi ngành du lịch vốn có, chính quyền Tây Ban Nha triển khai các quy định mới từ ngày 7 tháng 6, trong đó có cả việc mở cửa biên giới cho bất kỳ khách nước ngoài nào đã được tiêm chủng. Quy định này cũng cho phép các du thuyền được tập cảng và công dân châu Âu chưa được tiêm chủng cũng có thể nhập cảnh vào Tây Ban Nha. Với kết quả PCR âm tính trong vòng 72 giờ, Giới chức Tây Ban Nha hy vọng làn sóng du khách sẽ tăng trong mùa hè này nhằm đạt mục tiêu 45 triệu khách du lịch vào cuối năm nay. Sau mục tiêu này có vẻ kém khả thi, khi đến hết tháng 4, nước này chỉ mới đạt con số 1,8 triệu người tham quan, nghỉ dưỡng. Mới đây, chính phủ Slovakia cho biết sẽ đưa vắc xin ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga vào chiến lược tiêm chủng của nước này. Theo kế hoạch, vắc xin Sputnik V được tiêm cho người từ 18 đến 60 tuổi. Kể từ hôm qua ngày 7 tháng 6, Slovakia trở thành quốc gia thứ hai trong liên minh châu Âu EU, sau Hungary, bắt đầu triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga cho nước này, bất chấp loại vắc này vẫn chưa được cơ quan dược phẩm châu Âu chấp thuận. Trước đó, quốc gia này đã phê duyệt sử dụng vaccine Sputnik V của Nga cho những người từ 18 đến 60 tuổi vào ngày 26 tháng 5. Hiện, Slovakia đang triển khai tiêm 200.000 liều vaccine Sputnik V tại 8 điểm tiêm chủng, nhưng chỉ mới có 5.000 người đăng ký tiêm 2 mũi bằng loại vaccine này. Tính đến nay, hơn 1,8 triệu trong số 5,4 triệu dân của Slovakia được tiêm một liều vaccine và hơn 950.000 người trong số đó được nhận mũi thứ hai. Ngoài vaccine Sputnik V, nước này đang sử dụng 3 loại vaccine khác đã được cơ quan dược phẩm châu Âu chứng nhận, gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Tính từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát, Slovakia đã ghi nhận 390.451 trường hợp nhiễm, trong đó có 12.414 ca tử vong. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin COVID-19 trưa nay cùng FBNC. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất của đại dịch trên thế giới và tại Việt Nam trong các bản tin sau của FBNC. Quý vị hãy đăng ký kênh và theo dõi nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.